Chào mừng các khán giả của Duy Anh đến với video đặc biệt đầu tiên của năm mới. Và hôm nay mình sẽ đem đến một mẫu đồng hồ Heritage thể thao phiên bản giới hạn mang tên là Tissot 1973. Sản phẩm đặc biệt này được Tissot đặt trong một chiếc hộp riêng hình vuông và được làm bằng nhựa cứng đánh bóng rất là đẹp với các màu sắc chủ đạo của thương hiệu này. Phía trên thì chúng ta sẽ có logo của hãng nằm ở chính giữa. Mở chiếc hộp này ra thì chúng ta sẽ có mẫu đồng hồ Tissot Heritage 1973 ở phía bên phải và một dụng cụ màu đen. Và vai trò của nó thì mình sẽ nói đến ở phần sau của video. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là một mẫu đồng hồ chronograph tự động với thiết kế hoài cổ đặc trưng của những năm 70 thế kỷ trước. Cụ thể là nguyên mẫu của mẫu này được sản xuất vào năm 1973 và đó là kết quả của sự hợp tác với đội đua Casio Classic, một trong những đội đua nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Hợp tác với các giải hay là đội thể thao đến nay vẫn là một truyền thống nổi bật của Tissot. Trước tiên, mình sẽ nói về mặt số. Đã là một chiếc đồng hồ thể thao, lại là một mẫu phục vụ cho những tay đua chuyên nghiệp thì tính năng bấm giờ chronograph cũng như là thang đo tốc độ tachymeter sẽ là những trang bị không thể thiếu. Chúng ta có bộ kim trung tâm với kim giờ và kim phút dạng button có tích hợp dạ quang. Kim dây trung tâm sẽ là kim dây bấm giờ với đầu hình mũi tên và màu cam nổi bật. Đây chính là cách mà Tissot phân biệt bộ kim bấm giờ và kim xem giờ. Như các bạn đang thấy thì kim nhỏ ở mặt số phụ ở các 3 giờ và 6 giờ cũng sẽ có màu cam và sẽ lần lượt là kim phút và kim giờ của tính năng chronograph. Như vậy là mẫu này có thể đo thời gian liên tục đến tối đa là 12 tiếng và dĩ nhiên là trong điều kiện nó có đủ cót. Ở phía bên trái sẽ là sắp đều dành cho kim dây xem giờ. Nhìn chung đây là một cách bố trí khá là lạ mắt, khó bắt gặp trong các mẫu chronograph hiện đại. Để kích hoạt tính năng bấm giờ thì chúng ta chỉ cần nhấn nút phụ ở phía trên thì kim dây bấm giờ sẽ bắt đầu chạy. Đồng thời thì chúng ta sẽ dừng để ghi kết quả bằng cách bấm một lần nữa, sau đó bấm reset để đưa tất cả các kim về vị trí ban đầu. Lịch ngày thì sẽ được đặt ở góc 4 giờ, khá quen thuộc trên đồng hồ chronograph. Nhưng điểm khác biệt là bạn sẽ cần đến chiếc bút chỉnh mình nói ở đầu video để nhấn vào nút phụ ở góc 10 giờ mới có thể chỉnh ngày, như các bạn đang thấy sau đây. Kết hợp với bộ kim là các vạch chia nhỏ để hỗ trợ việc đọc thời gian một cách chính xác nhất. Tất cả nằm trên một dial màu be đậm chất hoài cổ. Màu be của dial kết hợp với màu cam của bộ kim bấm giờ cũng có lẽ là cách mà Tissot ám chỉ cái xưa cũ của mẫu đồng hồ này, vì thông thường thì một mẫu chronograph sẽ có là dial màu trắng cùng các kim màu đỏ nổi bật. Thêm vào đó thì mặt số phụ màu tối cũng biến đây trở thành một trong những mẫu đi theo phối màu dạng pander hay còn gọi là mặt số cấu trúc nổi tiếng ở trên Omega Speedmaster. Đặc trưng của thời đại tiếp theo được tái hiện đó chính là khung vỏ con rùa rất thịnh hành ở thập niên 70 với thiết kế của đồng hồ thể thao. Ở thời gian này thì kích thước của đồng hồ tiêu chuẩn ngày càng lớn và nếu các bạn còn nhớ thì đây chính là phong cách thiết kế của những nhà sản xuất đã tham gia vào cuộc đua chronograph tự động như là Tag Heuer, Breitling hay là Seiko. Riêng trên mẫu này thì Tissot áp dụng phương thức hoàn thiện bóng và phay xước đan xen với các đường cắt vừa mềm mại vừa dứt khoát, mang đến tính thể thao cũng như là quan điểm khí động học rất quan trọng cho các môn thể thao tốc độ. Thêm một điểm nữa mình ấn tượng đó chính là lớp kính sapphire cong vòm, gần như là lần đầu xuất hiện trên đồng hồ Tissot trong những năm gần đây, tương đương với kiểu kính ở trên chiếc Mido Multifort Patrimony. Rất có thể là cùng trong tập đoàn Swatch thì Tissot cũng chia sẻ công nghệ điêu khắc sapphire từ Crystal Box giống như là Mido. Từ mặt sau chúng ta có thể quan sát được các chi tiết và chuyển động của cỗ máy ETA 7753, tức là phiên bản sắp đều ở vị trí 369 của huyền thoại chronograph 7750, niềm tự hào của ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ. Bánh đà màu vàng với vân Geneva, còn các chi tiết khác được hoàn thiện bằng vân circular sẽ tôn thêm vẻ cao cấp cho bộ máy này. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ có đầy đủ các tính năng như là lên có tay, dừng kim dây chỉnh giờ, cũng như là thời lượng chỉnh cót lên đến 48 tiếng. Mẫu này thì sử dụng dây da rally chuyên dụng cho đồng hồ xe đua với các lỗ thông khí lớn giúp các tay đua có thể thoải mái trong khi đeo với thời gian dài và cũng là hình ảnh gợi nhớ đến thiết kế vô lăng thời xưa. Đường kính mẫu này là 43mm, dày 14,8mm, độ dày phổ biến của một cỗ máy chronograph tự động. Tuy nhiên là chiều dài lock to lock chỉ là 46,6mm nên chu vi cổ tay của bạn sẽ chỉ cần khoảng 16,5cm như mình là đã có thể lên tay khá vừa vặn. Sản phẩm chỉ được sản xuất 1973 chiếc trên toàn thế giới và Duy Anh vinh dự là đại lý đầu tiên sở hữu mẫu đồng hồ này tại Việt Nam. Nếu các bạn yêu thích đồng hồ thể thao cũng như là những giá trị lịch sử của chronograph tự động thì hãy đến với bên mình và sở hữu Tissot Heritage 1973 nhé. Còn bây giờ, Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.